sẽ là trải nghiệm mà mặc đồ của người Mông Xanh anh nhỉ? Dạ, mặc đồ dân tộc của người Mông Xanh. Ồ, ồ, phải qua đầu ạ? À, chui qua đầu. Cái mic. Từ từ đã, anh ơi cái mic. Không, không cần phải thay đồ trong hả? Không phải thay đồ trong đâu. Dạ. Dạ, anh chị Trương Thôn nhiệt tình quá. Dễ thương quá. Trên này giờ quẩy nhạc trẻ sung phết đó nha. Em thấy hôm qua quẩy tới 12 giờ rưỡi vẫn hát luôn. Đó, đây là cô Chung mặc xong là sẽ tới mình cũng sẽ lên đồ bảng. Đồ này là của chị hả? Không, của chị đâu mà. Cô chị luôn hả? Đây gọi là chị dâu. Dạ, chị dâu. Mọi người bây giờ chắc ít mặc đồ này rồi ha. Kiểu mặc áo thun cho nó đơn giản thôi ha. Ngày lễ ngày Tết thì mới mặc lại đồ này. Có muốn rồi là làm rể ở trên, à là ông làm dâu ở trên này không? Làm dâu ở trên này thì mệt lắm. Mệt á, đúng rồi, phải lên ruộng cấy à, biết cấy không? Rồi. Nhà biết. Em cũng phải đi cấy mà. Cấy ở nhà khác, cấy ở trên đây nó khác. Có biết trồng bắp không? Có phải học tiếng Mông nữa. Ôi, học tiếng thì không học được. Học tiếng Mông thì tiếng Mông khó lắm luôn. Mấy năm nay cũng ít khi học lắm, nghe khó lắm. Với lại người Mông giờ cũng nói tiếng em nói thế thôi, nếu mà em về đây 12 năm thì em hiểu hết tiếng Mông rồi. Dạ ờ. Thế thì mẹ cả cho chứa liệt trái liền. Mẹ cả cho chứa liệt trái liền. No, I don't know. Ai không nâu chấm hỏi. Xinh gái đúng rồi. À xinh gái, cô Chung này là xinh gái. Ở đây gốc Nhật vậy, có ai biết nói tiếng Nhật không chị? Không. Không à. Đang chờ nói tiếng Việt thôi. Dạ. Sa. Đáng yêu chưa? Có. Dạ có, cho bạn nữ mặc xong rồi em à. Em còn nãy em còn tính mặc thì em đi rừng phải luôn. Phải búi tóc lên. Phải tóc luôn, búi tóc, phải búi tóc. Wow, đầy đủ quá vậy. Mọi người đẩy view giúp em nào. Đợi cái này vào nữa. À, đợi cái này vào nữa. Dạ, tới em ha. Tới anh. Ôi ở trên này nó lâu lâu cầm máu ghê. Con không biết, con chắc con vắt. Chưa cầm được máu à? Con đó cắn là ở lâu cầm máu lắm đúng không? Lúc dạ. 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 À, giờ tới mình mặc nè các bạn. Được không em? Giờ thành trai bản chưa? Được. Đồ này là đồ của anh đó hả chị? Vâng, anh tên. Dạ. Trên này mẹ cho phân an mà hay lạ. Các bạn thấy mình giống người Nhật chưa các bạn? Lát mượn cây kiếm katana của cu nào nữa, y bài luôn á. Đi tới đâu rồi rồi. Khiếp sợ, mang đến nỗi khiếp sợ đến đó. Hôm qua gặp cu nào nó cầm cây kiếm dài lắm. Lát ra mượn. Hai đứa sẽ mặc đồ này để phát quà. Được rồi đó em nhờ. Xin sò thật sự. Đây, trai bạn gái bạn. Hai đứa đó nè, đi dạo quanh làng nè. Anh thấy em đẹp trai không? Anh thấy em đẹp trai không? Đẹp. Thôi ngồi lên đây chứ sao mà. Lên đây. Theo thang điểm 10 anh chấm em mấy điểm? Từ 1 tới 10 anh chấm em mấy điểm? 3 điểm. Giận luôn. 3 điểm là cao nhất đúng không? À. 3 điểm là đẹp trai đúng không? À. Đó, thấy chưa? Còn bé này mấy điểm? 4. Hả? 4 điểm hả? 4 điểm
Điểm điểm ơi em cao điểm hơn anh em. Cô này là xinh gái đấy. Xinh gái đấy. Cô này là xinh gái đấy. À. Yeah, bây giờ mình với cả cô Trung sẽ đi dạo bảng nha. Ăn giả rất là nhiều. Ai sai 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 ghê. Hôm nay hai đứa là nổi nhất bản làng luôn. Đi phòng có anh, đi phòng dắt mấy đứa nào khen em đẹp không? Anh phải quay cho em đoạn em xòe váy rồi cái nào. Mấy đứa có hay mặc đồ giống cô không? Tới lễ mới mặc thôi hả? Thầy cô giống người Mông cho. Có. Anh có. Hai thằng thấy cô xinh gái không? Hai thằng thấy cô xinh gái không? Có. Có, ngại ngùng thế. Thấy chú đẹp trai không? Con thấy chú đẹp trai không? Có. Rồi, hết bánh rồi, phải có bánh là thưởng nóng liền. Cầm lắm. Các con thấy chú đẹp trai không? Có. Đấy, gật gật lia lịa luôn. Nè, hỏi mấy bé gái nè. Mấy gái chạy rồi. Con thấy chú đẹp trai không? Đây, có. Con chấm điểm đi, con chấm điểm đi. Có. Mình học có 10 điểm, con chấm cho chú mấy điểm, chấm cô mấy điểm? 10 điểm. Chú 10 điểm à? 10 trên 10. Chú 5 điểm. Thế cô mấy điểm? Luôn. Cô mấy điểm? Em cô 100% điểm. Đáng yêu chưa? Con nít trên này cũng biết đấy chứ. Dạ chơi. Đội cái này nặng lắm anh ạ. Thôi cô chú đi chơi đây. Giờ hai đứa sẽ đi dạo bảng nha các bạn. Đây, bàn làng em dồn dáng tiếng hát, giọt sương long lanh mẹ thắp trên vai, vầng trăng xinh tươi lúc hết một màu. Ý, khoan, đứng lại, đứng, 1, 2. Thấy lú hàng ra rồi nha. Bà con phơi ngô nữa bạn. Ô, họ phơi ngô. Ngô bị móc mất tiêu rồi. Đây là... Ngô này chắc cho bò, cho heo ăn thôi nha. Cái này là ngô đi xoay cho lợn ăn. À, lợn bò. Nhất chứ, lợn heo cơ. Ngôi làng đang yên bình, tự nhiên không có hai đứa đi tới. Cái này còn hơn là đi du lịch nghỉ dưỡng 5 sao nữa chứ. Nghỉ dưỡng, ăn, ngủ. Không, cái đó con gái. Xem hàng con trai thôi chứ. Có một hướng dẫn viên người bản địa rất là nhiệt tình. Anh dắt tụi mình đi khắp mọi nơi. Nhà hoang hả? Nhà hoang cũ. Đi cẩn thận khúc này nha. Ui, gió thổi mát rượi luôn các bạn. Quá ư là tuyệt vời. Ông mặt trời luôn. Hôm nay trời không nắng, trời rất là đẹp luôn. Các bạn thấy không? Hôm qua mình chưa, cái lúc đi mình nói với các bạn rồi á. Có nghĩa là lúc mà tụi mình đi á, thì ông trời sẽ mưa rất là to, để như kiểu mưa hết luôn á. Xong là tụi mình đến là trời quang mây tạnh, mọi thứ trở nên đẹp. Qua nay đâu có mưa nữa đâu. Trời thời tiết thì mát mẻ. Anh nói thiệt với em á, anh được ông trời thương lắm á. Anh đi đâu hay làm gì á, được ông trời thương, ông trời ủng hộ lắm luôn. Tại sao đi đâu cứ lôi anh Hoàng đi vậy ạ? Đúng không? Đi về Vĩnh Phúc là thương nhiều hơn á. Alo. Alo, có cần ngắm một khoảng một cuộc hẹn về Vĩnh Phúc. Alo, alo. Về Tam Dương Vĩnh Phúc. À, về Tam Dương Vĩnh Phúc. Đi Tam Đảo ơi. Nào, giả bộ nắm tay là một cặp đang đi nhá. Để anh xuống kia anh đặt góc cam cái. Con cầm hộ chú được không? Nè, con cầm cái ngay rồi, đúng rồi, cầm ngay chỗ đó luôn. Đấy. Và con ngóc nó lên xíu như này. Đó là nó sẽ đi lên, thấy không? Làm sao cho cô chú ở giữa khung hình nha. Giữ nguyên góc này nha. Từ có xe. Ở trên này camera man nhiều quá các bạn ơi. Ê, nắm tay. À,
tung tăng đi. Rồi, cảm ơn con. Rồi, giỏi quá. Đi, nắm tay tiếp. Anh đi. Đường đường chính chính nắm tay nha. Hôm nay là cô là vợ của tôi, cô phải nghe lời tôi, cô nghe chưa? Hôm nay là Trung sẽ là vợ của mình. Này, vợ ơi. Dạ hả? Dạ. Dạ hả? Trời ơi trời, kêu vợ vợ dạ hả? Đấy. Vợ có thích nắm tay như thế này không? Dạ. Cái lúc người ta hỏi có hay không tự nhiên cái dạ. Cục hứng thiệt chứ. Đây, anh đang gọc đặt cái góc ở đây đẹp này. Ok chưa? Ok, let's go. Sẽ di chuyển ra đây. Đây là đập thủy điện. Em quay cho anh một cái đoạn với. Anh sẽ miêu tả người xưa mà đi uống rượu ha. Ví dụ ngày xưa các bạn hay không có túi quần hay túi gì đâu. Thì đồ ha, ví dụ như mua một cái gì đó xong. Ăn không móc tiền ra trả. Trời, được có lo không? Được có lo không? Không, ngày xưa là ngân lượng, móc ra ngân lượng. Thò vô đây nè. Thò ra ngân lượng, còn giờ thò ra cái bóp. Em thò vô thử em. Rồi quý cô hãy lấy tiền đi. Rồi hai đứa mình nhạt quá em. Hai đứa mình review nhạt quá vậy. Đi tiếp rồi. Tự nhiên nó là một màn review lạ lẫm thiệt chứ. Rồi đi lui lại. Đi lui lại. Đi lui. Hồi nãy em lui là em đi dưới kìa. Ủa sao ai là sao? Sao? Rồi lui quay mặt lại đây lui á. Ủa? À ý là đi quay lại đây hả? Ý là thì là đi quay lại thế này. Chung tự nhiên kêu đi lui lại. Em đi lui theo cái nghĩa của em lúc nãy rồi. Tại sao em lại quay lưng lại với khán giả hả Chung? Thôi đi lui lại. Nào không, em đi tới xong em đi lui á, nó sẽ đẹp hơn là em đi tới là... Ok. Rồi, đi đi. 2, 3. Rồi, đi lui. Hay quá. Đi lui, em đi tới mà, em đang đi tới. Ủa? Mà. Ủa, là sao? Ủa, em không hiểu từ anh nói sao? Ủa? À, ý là đi lui gì này á? Ủa, khó hiểu lắm hả các bạn ơi? Mình nhức nóc, mình nhức nóc nào. Đi. Rồi, đi, action. Đấy, bắt gặp được cô gái bạn đang tung tăng rồi. Ai sao đẹp tuyệt vời luôn đó. Đi lui nó là như vậy. đi lui lại em đi đúng nghĩa đen coi. Em đi lui theo cái nghĩa của em hồi nãy coi. Lại quay tiếp không? Lại đi tiếp. Em đi theo cái nghĩa đen á. Nghĩa đen là đi lùi đó. Tự nhiên kêu đi tới cái là đi lùi rồi. Đi lùi lại. Đi lùi lại, đi lùi lại, đi lùi lại. Quay lưng lên khán giả rồi ơi trời. Chung ơi Chung. Ui, hôm qua nhớ cao lắm rồi em, hôm nay xả. À, có nghĩa là sẽ dự nước thật là đầy. Xong cái bắt đầu là xả để cho cái chạy điện. Cái này đi chạy điện. Rồi mình hiểu rồi bạn ơi. Có nghĩa là hôm qua nước á
trữ nước trong suối lại á, rất là cao, rất là cao luôn. Đó, cao tới cái mí kia luôn kìa, mí trên cái thềm bê tông á. Xong là buổi sáng sẽ xả để chạy tua bin điện. Đấy thì bây giờ bắt đầu lại trữ nước lại nè. Đấy, lại tiếp tục trữ nước lại. Xong bắt đầu xả, hay quá các bạn. Kìa cái gì suối suối kìa. Cái gì suối suối kìa em? Hả? Đó. Cá suối hả ta? Cá. Cá. Cá chứ sao? Cá ngục nên nó thở. Cá chết. Không phải cá chết. Cá chết. Cá, nói chung là cá. Kìa. Nó mới cá. Đó, nó mới chụm một cái chà bá lửa luôn đó bạn. To đùng luôn, nó nhảy lên to đùng luôn mà mình lia cam qua không kịp. Hello nhỉ. Đây vẫn đang đi nghịch đây. Đang chờ mọi người lên đây để phát quà cho mọi đây. Đấy. Đây rồi, nhị với cả nhất lên rồi các bạn. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi phát quần áo cũ cho 15 hộ nghèo nhất ở bản làng này, và phát một ít tiền để ăn Trung thu nha các bạn nha. Giờ tí là mọi người sẽ tập trung ở nhà văn hóa, xong sau đó tụi mình sẽ phát. Vâng. Bye bye. Dạ, cảm ơn anh nha. Thì các hộ gia đình sẽ tập trung ở nhà văn hóa, xong bắt đầu là tụi mình sẽ phát, rồi sau đó tụi mình lên đường về lại Hà Nội, tại vì ngày mai cô Trung lại phải đi dạy rồi. Mình thì mình mong muốn là sẽ được ở lại đây lâu hơn, nhưng mà thời gian thì không cho phép. Mong là một dịp nào đó sẽ có thể có nhiều thời gian hơn để trải nghiệm những cái bản sắc dân tộc mà độc đáo hơn để gửi tới các bạn. Xin mấy đứa quả nhãn thử cho. Mấy đứa ăn gì á? Cho chúng một quả được không? Ui, một quả mà cho hẳn ba quả. Ôi, nói thế cái lấy lại. Chú xin hai quả, chú xin hai quả nha. Dễ thương quá, chú cảm ơn hai nha. Hai con. Ủa nhãn này ở trên đây trồng hả con? Đây, nè em review một quả nhãn. Nhãn trên bảng cho các bạn. Sao? Khác gì nhãn dưới mình không? Nó giống nhãn dưới mình, nó ngọt bạn ạ. Rất ngọt. Nhãn rất, này là giống nhãn gì nhỉ? Chào chào ông. Chào ông. Đã chào bà. Bà. Cảm cho anh. Thế thiệt, mỗi lần nhắc tới review ăn uống, cô Trung gọi là review nhạc tét luôn. Đã nói mình phải làm quá lên. Đây các bạn, nhãn này là nhãn gọi là mình xin được của hai cô bé trồng ở trên đây luôn nha các bạn nha. Thì để mình ăn thử xem hương vị như thế nào. Đầu tiên mình ngửi mùi thì một cái mùi phải nói là cực kỳ thơm luôn. Và nó khiến cho vị giác của mình nó chảy ra liên tục, nước miếng mình phải lút. Em tưởng nó không có mùi gì. Thôi mời các bạn nhé. Sau khi ăn quả này mình chỉ chạy xuống và muốn xin thêm hết cái chùm nhãn để mình ăn. Quá ngon luôn các bạn ơi. Quá ngọt, quá thơm luôn. Ẩu rồi đó bà. Đó, review nó phải vậy. Đấy. Và thôi bây giờ mình đi mua nhãn ăn. Cần chụp một bức cảnh. Anh gì? Ảnh ở đây. Đá này hả? Không, ở chỗ cái cây này này. Cây đó. Anh, mọi người lên chưa anh? Lại phải hết rồi. Lại phải hết, bây giờ lại đi gọi. Đây, đứng ở đây chụp này. Thế lại khó chứ. Và anh Dê lại đi gọi mọi người.
Ủa, mà mọi người tới rồi, mọi người lại về rồi hả? Lại lâu ấy. À, mọi người tới từ sớm. Chết. Đây, anh ơi, chụp được em một bức ở đây. Đây này. Đưa điện thoại đây, anh chụp cho. Không, anh đứng lên đây đi. Sáng muốn đây phát sớm cho mọi người rồi mới đi chơi nhưng mà không có tiền mặt các bạn. Đợi Nhĩ với Nhất chạy lên thì mới cái có cây, tiền cái để phát. Chứ không phải là tụi mình ham chơi, tụi mình đi giấy đâu. Anh ơi, em nhét vào phong bì nha. Em có mà. Không đưa phong bì làm gì mất công. Thôi nhét vào cho nó lịch sự. Mình có lịch sự đâu mà. Thôi. Em có phong bì không? Em mang mà. Em mang hả? Ở đây 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 còn 5 tờ nữa này. Đây em mang đây thôi em. 15 hộ. Em mang phong bì xuống đây đi, lên đó nóng lắm. Xuống đây dưới đây cho má. À đúc 15 tờ 200 vào phong bì. Mình thì mình tính để tiền mặt luôn rồi, nhưng mà cô Trung muốn mọi người có thêm một cái bước gọi là hồi hộp. Đấy, ngày xưa nhận phong bì là hồi hộp lắm không luôn. Không phải cho nó lịch sự ấy. Nó lịch sự ấy mọi người. À lịch sự. Là cho mình thấy. Tại cô Trung là ảnh hưởng của tụi bên bên nhà trường rồi. Còn mình thì mình thô thiển cho nên mình cầm thẳng luôn. Ý cô là em không lịch sự đúng không? Không phải. Sao lại cứ phải nghĩ ngược lại mọi người nhỉ? Không, ý cô rõ ràng là như vậy. Đi xe máy. Cô có điều cô không nói thẳng vô mặt em thôi. Cô dùng phong bì để cô nói vô, nói cái vấn đề em không lịch sự. Em ghim lắm nha cô. Trung cũng ghim mọi người ạ, Trung ghim lắm luôn á. Ghim lắm luôn á. Thì đây là những cái số tiền mà mình kiếm được từ cái những cái video á. Đấy, cho nên là mình lại lấy ra để tặng lại cho mọi người. Thực ra không nhiều như vậy đâu, nhưng mà kiểu một lần chơi lớn thì thôi mình cũng cố. Cảm giác mình như kiểu là trung tâm của vũ trụ á. Thích quá đi. Thích quá đi. Đây, bà con đang đi lên nè. Chào mọi người. Đây, chúng ta lại vào đây. Con xin phép con giới thiệu lại, con là Trung ạ. Còn đây là anh Hoàng, bọn con từ dưới Hà Nội lên ạ. Thì con có chút quà cho mọi người. Thì trong này nó có quần áo cả mới cả cũ ấy. Thì cũng từ nhiều mạnh thường quân nữa. Thì có gì nếu mà mọi người về mọi người không thử mà không vừa ấy thì mọi người đổi cho nhau nhá. Tại con cũng không biết là mọi người mặc size gì á. Thì bây giờ con xin phép là cứ mời lần lượt theo ngồi trước thôi. Đây ạ, con chúc cô sức khỏe ạ. Vâng, cảm ơn nha. Không bị chưa? Rồi em để cùng. Để cùng tiền luôn hả? Ba. Đây là các họ đã đến nhờ. Thì cũng xin lỗi cả nhà là phải lên tới đây lần hai, bởi vì lúc sáng là kiểu đang bị thiếu đồ chưa đủ để phát cho nên lại phải dời lại tới bây giờ. Cho nên là mọi người lại phải tốn công thêm một lần nữa tới. Ở đây có đến 2 4 5 bọc quần áo cơ. 2 3. Mọi người nhìn camera nhá, nhìn vào anh. Cứ nhìn chọn nhất này. Cứ nhìn anh.